ngày 24 tháng 11 là tưởng niệm một năm ngày mất của nữ idol quá cố Gu Hara. Một năm đã trôi qua, ngôi sao K-pop giờ đã hóa ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Ngày này một năm trước, không ai có thể cầm lòng khi cô gái bé nhỏ ấy đã chọn cách rời bỏ cuộc đời này, bỏ lại những tổn thương suốt thời thơ ấu, những lời bình luận ác ý và cả nỗi đau từ việc bị bạo hành quấy rối. Đã một năm trôi qua, nhưng dường như nỗi thương nhớ Guhara vẫn còn nguyên trong lòng người ở lại. Và năm nay, trong ngày tưởng niệm cố nghệ sĩ, người ở lại đã có những nỗ lực cuối cùng và thành công mỹ mãn. Guhara, đóa hoa bé nhỏ với cuộc đời đầy bi kịch. Thoạt nhìn, Guhara có tất cả những gì mọi cô gái ao ước, sớm thành danh khi chưa đầy 20 tuổi, là biểu tượng nhan sắc được cả vạn người yêu mến tung hô, trở thành đại gia tự thân với khối tài sản cả trăm tỷ. Người ngoài nhìn vào sẽ nói, có gì đâu khiến cô ấy phải buồn phải khổ. Giữa cuộc đời khó khăn này, người ta thường cho rằng có tiền là có tất cả. Phải rồi, có tiền thì cuộc sống sẽ bớt đi một mối lo âu. Nhưng tiền rồi cũng không mang lại hạnh phúc, không xóa nhòa được những bi kịch trong đời. Những tưởng Guhara có tất cả, nhưng cô lại chẳng có gì ngoài buồn đau. Quả thật, cô chẳng có gì ngoài những bi kịch không dứt. Cuộc đời Guhara chưa bao giờ được hạnh phúc, dạng dỡ như cách cô thể hiện ra trước công chúng. Ngay từ nhỏ, tuổi thơ của cô ấy đã không trọn vẹn. Mẹ sớm bỏ nhà đi từ năm 9 tuổi, bố phải đi làm xa để có tiền nuôi con. Hai anh em Guhoin Guhara đành tá túc tại nhà họ hàng, khó có ai có thể tưởng tượng nổi nỗi trống vắng, khát khao tình cảm gia đình trong suốt thời niên thiếu của Guhara. Anh trai chính là người rõ nhất Hara đã từng bị tổn thương và khao khát được yêu thương đến nhường nào. Quãng thời gian cấp sách đến trường cũng không hề yên ả với nữ idol bạc mệnh Ohara từ nhỏ đã xinh đẹp như búp bê, nhưng mà ai ngờ được rằng chính nhan sắc trời cho này đã khiến cô gặp phải nhiều rắc rối. Nữ idol bị các bạn nữ trong lớp ghét bỏ, cô lập và bắt nạt, thậm chí cô từng bị bạn học đánh đến ngất xỉu vì lỡ được nhiều bạn nam yêu mến. Bỏ lại quá khứ và bằng nỗ lực của bản thân, cuối cùng Hara cũng đã được ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Kara vào năm 2008. Cô nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp như búp bê, nhưng đã phải nhận vô số bình luận ác ý, chê bai, bất tài, giao kéo như bao nữ idol khác. Ấy vậy mà Hara vẫn cùng Kara băng băng tiến lên, trở thành một trong những nhóm nữ dẫn đầu thế hệ thứ hai cùng SNSD, Tiara. Nhưng từng lời nói sắc nhọn như kim châm đó vẫn hàng ngày đâm vào trái tim cô gái bé bỏng. Hara đã trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, và về sau, từng hành động nhỏ nhất của nữ idol đều trở thành chủ đề bàn tán, ném đá của dân mạng. Hara đã từng bị chỉ trích từ những điều nhỏ nhặt nhất, vô lý nhất như lộ mỡ bụng, cắt tóc nham nhở, thậm chí là khi đi chơi với những người bạn thân thiết như Suli và G-Dragon. Những biến cố lớn hơn bắt đầu ập đến và đe dọa cuộc sống vốn chẳng mấy yên ả của nữ idol. Cô bị déo gọi, tẩy chay, bị gán là tâm điểm của phốt thái độ trên Radio Star chỉ vì bị MC trêu chọc về chuyện tình cảm với bạn trai cũ Yong Jun Hun. Phải rồi, người nổi tiếng thì phải cười, phải tỏ như mình vui vẻ và cười mở trước ống kính máy quay. Tuy nhiên, người ta dường như đã quên mất chuyện Guhara cũng là con người với đủ hỉ nộ ái ố. Chẳng ai có thể vui nổi khi bị nhắc một cách ác ý về người yêu cũ cả. Đỉnh điểm của làn sóng bạo lực mạng nhắm đến Guhara là khi cô vướng phải vụ kiện tụng với bạn trai cũ Choi jong bum Guhara đã bị bạn trai cũ bạo hành đến mức thương tích khắp người, chảy máu tử cung, thậm chí còn phải quỳ lại anh ta không tung video riêng tư. Thế nhưng không phải những lời an ủi bảo vệ cô gái ấy, mà từ khóa lên top tìm kiếm ngày hôm đó lại chính là video của Guhara, một sự tàn nhẫn đến cùng cực. Ngay cả khi mất đi rồi, bình yên vẫn là điều gì đó xa xỉ với cô gái này. Ngay cái ngày cô vừa nhắm mắt xuôi tay, người mẹ ruột bỏ đi đã lâu bỗng xuất hiện trở lại. Bà đòi chủ trì tang lễ, muốn chụp ảnh với người nổi tiếng đến dự, đồng thời muốn kế thừa 50% tài sản của cô con gái quá cố. Xong đám tang, gia đình cô lại vướng vào vòng xoáy kiện tụng, con trai cùng mẹ kiện nhau ra tòa xung quanh khối tài sản khổng lồ Guhara để lại, để nội anh trai nữ idol phải bật khóc và quyết đấu tranh để đưa đạo luật Guhara ra trước quốc hội anh trai chỉ có một ước nguyện là có thể giúp đạo luật này được thông qua để nhằm ngăn các bậc cha mẹ không làm tròn trách nhiệm với con cái, có được quyền thừa kế một cách vô lý. Đạo luật Guhara được thông qua. Cuối cùng, nỗ lực của anh trai Guhara đã được đền đáp tròn đúng một năm sau cái chết của cô em gái bé bỏng. Trong phiên họp ngày 23 tháng 11, Ủy ban An toàn Hành chính của Hội Hàn Quốc đã quyết định sửa đổi đạo luật hưu trí và thừa kế dựa theo khiếu nại của anh trai Guhara và vụ án người mẹ 32 năm mất tích của lính cứu hỏa. Theo luật quy định trước đây, hàng thừa kế thứ nhất sẽ là con của người đã khuất, hàng thứ hai là cha mẹ của họ. Do Guhara chưa có con nên tài sản của cô sẽ được chia làm hai phần cho cha và mẹ thừa kế, bất kể mẹ cô đã bỏ đi khi nữ idol còn nhỏ và không hoàn thành trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng cô. Từ giờ, theo luật mới sửa đổi, nếu cha mẹ ruột bỏ rơi con cái và không hoàn thành trách nhiệm sẽ không được nhận tài sản thừa kế. Dù muộn nhưng cuối cùng những nỗ lực của anh trai Guhara đã được đền đáp. Có lẽ ở một nơi xa nào đó, Guhara cũng đã an lòng. Giờ đây sẽ không còn muộn phiền nào chạm tới được cô gái bé nhỏ đó nữa. Người ở lại vẫn nhớ về Guhara. Nhưng với anh trai, bạn bè và người hâm mộ, nỗi thương nhớ vẫn còn nguyên trong lòng họ. Các fan của Guhara đã đặt biển tưởng niệm ở ga gang nam Seoul với lời nhắn nhủ Hara à, mình yêu cậu, hãy luôn hạnh phúc nhé. Những món quà và hoa cũng đã được gửi đến nơi đặt cho cốt và di vật của nữ idol tại sương nam tỉnh Gương Ghi cuộc đời guhara là những nốt nhạc buồn nhưng không phải là không có những lúc vui vẻ cô có một người bạn thân thân thiết như chị em trong nhà tưởng rằng sẽ mãi không bao giờ cách xa thế nhưng cô gái ấy đã bỏ hara đi trước cô cũng cần đi tìm bình yên của mình ngày người em thân thiết suli rời bỏ thế giới này hara đã không thể đến bên suli cô bật khóc nức nở trên livestream hứa với em sẽ sống tiếp thay cả phần của em thế nhưng cuối cùng hara cũng đành thất hứa với suli Hara có một người anh trai yêu thương cô hơn tất thảy mọi điều trên đời, thế nhưng lại chẳng thể đợi đến ngày gặp mặt cháu gái. Cô có những người hâm mộ, luôn ủng hộ và dõi theo từng hoạt động nghệ thuật của cô. Cho đến tận giờ, họ vẫn sẽ mãi nhớ về cô, yêu thương cô và mong cô được hạnh phúc ở một thế giới khác. Hãy luôn hạnh phúc nhé, là điều họ nhắn gửi cô trong ngày hôm nay. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với đóa hoa ấy rồi, đã quá muộn để yêu thương cô lại từ đầu. Giờ đây chỉ mong những muộn phiền của thế giới này sẽ chẳng còn chạm được đến Hara nữa. Nếu có kiếp sau, hy vọng cuộc đời này sẽ không còn quá khắc nghiệt với cô gái ấy nữa.